Chào mừng các bạn đến với các khóa học của Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Ở khóa học thực hành thi công quản lý công trình xây dựng là một khóa học vô cùng đặc thù. Đối với một công ty xây dựng thường sẽ có nhiều gói thầu, nhiều hạng mục khác nhau và trách nhiệm của người quản lý công trình xây dựng đó là phải đảm bảo tiến độ công trình, sự kết hợp hài hòa giữa các hạng mục để có được hiệu quả. Quản lý chất lượng công trình xây dựng là một trong 6 nội dung quản lý thi công xây dựng công trình, bao gồm quản lý chất lượng, quản lý tiến độ thi công, khối lượng thi công và chi phí đầu tư xây dựng, quản lý các hợp đồng xây dựng và an toàn lao động. Ở khóa học này sẽ giúp các bạn cập nhật được những văn bản nghị định thông tư mới nhất, chi tiết hướng dẫn các bước từ chuẩn bị đầu tư đến bàn giao công trình, cho đến khi quyết toán thu hồi vốn đầu tư. Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng, cách lập hồ sơ mời thầu và lựa chọn nhà thầu, xử lý các vấn đề về hợp đồng và hồ sơ nghiệm thu công trình xây dựng, kiểm tra nguồn nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng, quản lý chất lượng việc mua sắm, chế tạo, sản xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện được sử dụng trong công trình. Kinh nghiệm cách xử lý và điều chỉnh kịp thời đối với các trường hợp chậm trễ, không đúng tiến độ, sai sót số liệu, hiểu sâu về dự toán và bản vẽ thi công công trình, hiểu và tự mình lập được hồ sơ nghiệm thu công trình xây dựng, thành thạo cách bóc tách chi phí công trình xây dựng và phát hiện nhanh những lỗi sai phạm của các nhà thầu, đúc kết được những kinh nghiệm và kỹ năng thực tế sau khi hoàn thành khóa học thi công và quản lý công trình xây dựng. Trong nội dung của khóa học, các bạn sẽ được lựa chọn các phương thức học phù hợp, bao gồm hình thức học online và một giáo viên kể một học viên. Các hóa đơn chứng từ các bạn sẽ được học trên giáo trình online, trang web ketoanviethung.com và tìm kiếm đến các khóa học. Ngoài ra, các bạn sẽ được lựa chọn học trên chính chứng từ tại đơn vị mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký để nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm